Úi trời ơi. Xin chào anh em, mình là Đại Công Nghệ. Đố anh em biết đây là gì? Một cái máy khoan, máy cưa mini anh em ạ. Mình sẽ thử hiệu quả của chiếc máy này bằng cách khoan, cưa một chiếc đồng hồ cũng như là một cục sạc ở đây. Cuối cùng thì là xem bên trong chiếc máy này có gì nhá. Máy khoan điện mini này mình mua ở trên Lazada và có một cái mức giá là 195.000, nhưng mà được sale xuống thì còn khoảng 170. Những cái sản phẩm tương tự thì cũng dao động từ 150 đến 200. Đây là thông số hộp của nó, công suất cao nhất lên đến 15.000 vòng trên phút, sử dụng pin và cổng sạc micro USB nhá, khá là lỗi thời. Độ dài của nó là gần 13 cm, chiều rộng là 2,8. Có một nút ở đây và 3 chế độ bấm. Chúng ta có rất nhiều các cái lưỡi, ví dụ là mài này, khoan này, xong rồi đá, đánh bóng các thứ rất nhiều. Đây, trước tiên để lắp được cái mũi khoan, mình sẽ phải tìm cái đầu này nó nhỏ một chút để có thể đút vừa nó vào đây. Cái này thì không vừa rồi. Cuối cùng mình cũng tìm thấy trong cái nút bắt ấy thì anh em bấm cái nút này để giữ cái xoay này, không cho nó xoay đi. Đấy, nó phải cố định lại. Nguyên lý là anh em càng xoay xuống thì nó càng nhỏ lại để giữ chặt mũi khoan mà. Đây là một cái củ sạc 20W từ Kula anh em ạ. Khi sạc thì nó nóng kinh khủng, có thể lên đến 100 độ C cơ. Mình cũng đã phân tích rồi. Sử dụng cái công suất nhỏ nhất này. Đang khoan vào rồi anh em ạ. Đang khoan này. Khoan dính cả đầu này vào mà. Mình khoan đây nhá. Có đi vào đấy anh em ơi. Anh em có thấy không? Khoan gần được vào thủng cái lớp nhựa này rồi. Sử dụng mức thứ hai. Khoan thủng rồi anh em ạ. Đến mức thứ ba nhá. Rất dễ dàng. Ở đây thì mình có một con smartwatch nhưng mà cũng đã hỏng rồi, thì mình thử khoan vào để có thể mở nó ra, bởi vì mình không có khò ở đây. Bắt đầu bằng cái mặt lưng của nó nhá. Với cái mức 1 thì mình thấy là đôi khi nó bị dừng lại luôn ấy. Đây là thành quả sau khi mà mình khoan này, đục hẳn được vào trong rồi. Ôi rồi, thế là nó có một cái lớp dính màu đen nữa cơ. Như thế này nhìn mới rõ anh em ạ. Khoan được hẳn vào trong rồi. Cuộn dây sạc không dây của chiếc đồng hồ này. Tiếp đến thì mình sẽ sử dụng cái lưỡi cưa này. Thực sự là bé luôn. Đây, mình sẽ thay đầu này, bấm giữ cái này. Lấy cái này ra, đổi bằng cái đầu này nhá anh em. Đó, vừa luôn. Bây giờ lại vặn ngược lại. Vặn chặt vào là được. Đó, không rơi ra được đâu. Đầu tiên mình sẽ thử cắt với cái bìa cắt tông này nhá. Mức đầu tiên đây. Ok anh em ơi. Nhưng mà nó hơi yếu. Mình thử sang mức thứ hai nhé. Ôi xùi, bốc khói lên luôn mà. Mức hai nhanh hơn rồi. Cuối cùng này. Cắt rất là sắt. Này rất là nguy hiểm đấy anh em ạ. Đây mình thử với cái phía bên này. Chưa cắt vào xong nhưng mà đã yếu đi anh em ạ. Mình sẽ thử với cái mức thứ hai nhé. Nó đã bị dừng lại anh em ạ và không cắt được vào bên trong nhá. Lưỡi cưa thì mình thấy là cũng có gợn gợn lên rồi, khả năng là anh em không thể nào cắt được nhựa đâu. Phát nữa bằng cái nấc thứ ba. Khi bật nấc thứ ba cắt được khá sâu, mình nhìn vào bên trong này thì cũng đã có vết rồi. Mình sử dụng chỉ mấy phút thôi nhưng mà cái máy cưa này đã nóng lên rồi. Cùng nhìn về thiết kế của nó này, hở rất nhiều anh em ạ. Nhìn xem, thiết kế thì nó hoàn thiện không hề tốt, đúng là hàng giá rẻ. Cái trên này có cần tháo không? Mình tự lạy ra nhé. Rồi rất đơn giản anh em ạ. Đây là cái thiết kế bên trong của nó, có một cái motor này, nóng chút lên luôn.
Motor này thì đúng như quảng cáo 3,7, mạch này là màu xanh da trời nhá. Mình đã tháo tung được cái viên pin ra đây anh em ơi. Mình tìm được viên pin rồi đây, có giá là 1,42 đô, 500 mAh anh em nhá. Bây giờ thì mình sẽ lắp vào xem nó còn hoạt động lại không. Không ăn thua anh em ạ. Con mẻ dao anh em ạ. Hôm nay mình đã review rất là chi tiết về con Keep Run này rồi. Em thấy như thế nào? Có mua để trải nghiệm hay không? Thì mình thấy là với cái giá tiền là khoảng tầm 200.000 thì nó hoàn thiện đúng là với giá rẻ đấy anh em ạ. Viên pin thì cũng không trâu lắm, 500 mAh thôi. Chứ không có cái gì try hard quá nhiều, không thì cái bộ này thì sẽ không phù hợp với anh em đâu nhá. Build thì không được đẹp, rất là đơn giản thôi. Mình rất mong nhận được cái ý kiến của anh em. Nếu mới thấy hay đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.